Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog Nếu đây là lần đầu tiên kem đến với kênh Thành Đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập Tiếng Việt lớp 4 tuần 32, trang 94 Tập nằm văn Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật Đầu tiên kem làm bài tập số 1 Đọc bài văn con TT tê tê tiếng Việt 4 tập 2 trang 139 và trả lời các câu hỏi sau. Câu E. Bài văn trên gồm mấy đoạn? Nội dung chính của mỗi đoạn là gì? Và bây giờ mời các em chúng ta mở sách tiếng Việt 4 tập 2 trang 139 và đọc bài con TT. Tê tê. Từ đó là xác định xem bài văn gồm mấy đoạn và nội dung chính của mỗi đoạn là gì. Và trước hết là bài văn gồm mấy đoạn này. con TT. Tê tê. Con TT tê tê còn có tên gọi là con xuyên sơn. Vì người ta bảo con TT tê tê có thể đào thủng núi. Thì đây là đoạn 1. Đoạn 1. Và nội dung chính của đoạn này là giới thiệu chung về con TT. Tê tê. Như là giới thiệu về tên con TT tê tê này và ý nghĩa của tên con TT. Tê tê. Tên con TT tê tê là xuyên sơn. Tức là con TT tê tê còn có tên gọi là xuyên sơn xuyên sơn tức là xuyên núi sơn ở đây có nghĩa là núi vì người ta bảo con tt có thể đào thủng núi rồi đoạn 1 nội dung chính là giới thiệu chung về con tt tiếp theo các em sang đoạn 2 bộ vảy của tt màu đen nhạt rất giống vảy cá gáy nhưng cứng và dày hơn nhiều rồi ở đây có em nào chưa biết con cá gáy nó như thế nào không nhỉ thì comment ở bên dưới video nha Bộ vảy của TT màu đen nhạt, rất giống vảy cá gáy, nhưng cứng và dày hơn nhiều. Bộ vảy như một bộ giáp sắt che kín từ đầu xuống đến sát các ngón chân và tận mút chỏm đuôi. Rồi như vậy là đoạn 2 này, nội dung chính của đoạn 2 là miêu tả bộ vảy của con TT. Bộ vảy của TT màu đen nhạt rất giống vảy cá gáy, nhưng cứng và dày hơn nhiều bộ vảy như một bộ giáp sắt che kín từ đầu xuống đến sát các ngón chân và tận mút chỏm đuôi tiếp theo là đoạn 3 tt săn mồi trông thật lạ mắt thức ăn của nó là sâu bọ nhưng chủ yếu là các loài kiến miệng tt nhỏ hai hàm chỉ có lợi không có răng nhưng bù lại nó có cái lưỡi để bắt mồi rất lợi hại nó thè cái lưỡi dài nhỏ như chiếc đũa sẽ làm ba nhánh đục tổ kiến rồi thò lưỡi vào sâu bên trong đợi kiến bâu kín lưỡi TT ruột lưỡi vào mõm Tóp tiếp nhai cả lũ kiến xấu số, số rồi trong đoạn này thì kem nhận thấy là tác giả thứ nhất là tả cách săn mồi của TT qua đó là tả về miệng TT miệng TT nhỏ và hai hàm của TT tả hai hàm. Hai hàm chỉ có lợi không có răng. Và tả lưỡi của TT. Nhưng bù lại nó có cái lưỡi để bắt mồi rất lợi hại. Nó thè cái lưỡi dài nhỏ như chiếc đũa sẽ làm ba nhánh. Rồi, lưỡi của TT là dài này, nhỏ này như chiếc đũa và được sẽ làm ba nhánh. Như vậy nội dung của đoạn 3 là tả cách săn mồi của TT và qua đó là tả miệng của TT, hai hàm của TT và lưỡi của TT. Đợi kiến bấu kín lưỡi, TT rụt lưỡi vào móm, tóp tiếp nhai cả lũ kiến sâu số. Cứ như thế TT ăn tổ kiến nào thì ăn kỳ hết mới thôi. Tiếp theo sang đoạn 4. Đặc biệt nhất là TT có bốn chân ngắn ngủn với bộ móng cực sắc và khỏe. Đối như vậy đoạn 4 này tác giả tả chân của TT và bộ móng của TT. Chân thì ngắn ngủn này, bốn chân ngắn ngủn, bộ móng cực sắc và khỏe. Khi đào đất nó rũi đầu xuống đào nhanh như một cái máy. Rồi qua đó là tả hoạt động đào đất của TT. Chỉ cần chừng nửa phút đã ngập nửa thân mình nó. Khi ấy dù có ba người lực lưỡng túm lấy đuôi nó kéo ngược cũng không ra. Trong trước nhoáng, TT ẩn mình trong lòng đất. Và như vậy là đoạn 4 này, tác giả tả bốn chân của TT và bộ móng của TT, qua đó là tả hoạt động đào đất của TT. Tiếp theo là các em sang đoạn 5. Tuy vậy, TT cũng có một nhược điểm rất kỳ lạ. Bao nhiêu người túm đuôi kéo không ra, nhưng chỉ cần một cái que lùa theo phía dưới đuôi khẽ chọc một nhát là TT lập tức cuộn tròn như quả bóng lăn ra ngoài miệng lỗ. Rồi đây chính là nhược điểm của TT. Ba người lực lưỡng túm lấy đuôi TT kéo ngược không ra. Nhưng TT có một nhược điểm rất kỳ lạ. Đó là chỉ cần một cái que lùa theo phía dưới đuôi, khẽ chọc một nhát là TT lập tức cuộn tròn như quả bóng lăn ra ngoài miệng lỗ. Và như vậy là đoạn 5 này là nội dung chính là nói lên cái nhược điểm của TT. Tiếp theo là đoạn 6. TT là loài thú hiền lành, chuyên diệt sâu bọ, vì vậy chúng ta cần bảo vệ nó. Như vậy nội dung chính của đoạn 6 là nhận xét chung về con TT là loài thú hiền lành. Và đồng thời là tác giả thể hiện tình cảm của mình đối với con TT bằng cách là kêu gọi mọi người lên bảo vệ TT bởi vì đây là một loài thú hiền lành và rất là có ích cho con người. Rồi như vậy là bài văn trên gồm 6 đoạn này. Tiếp theo là các em nêu ra nội dung chính của mỗi đoạn thì chúng ta vừa phân tích ở trên rồi. Đoạn 1 là giới thiệu chung về con TT. Đoạn 2 là miêu tả bộ vảy của con TT. Đoạn 3 là miêu tả miệng hàm lưỡi của TT và cách TT săn mồi như thế nào. Đoạn 4. Miêu tả chân, bộ móng của TT và cách nó đào đất. Đoạn 5. Nói về nhược điểm của TT. Và đoạn 6. Là nêu ra kết luận về con TT. Nói lên, đồng thời nói lên tình cảm của người viết như là kêu gọi mọi người bảo vệ TT. Vì đây là một loài thú rất là hữu ích và hiền lành. Tiếp theo em sang câu B ghi lại những chi tiết miêu tả hình dáng bên ngoài của con TT. Rồi như vậy chúng ta vừa đọc bài văn về con TT. Bây giờ các em ghi lại những chi tiết miêu tả hình dáng bên ngoài của con TT. Rồi hình dáng bên ngoài thì là đầu tiên là bộ vảy này, bộ vảy, bộ vảy của TT thì là màu đen nhạt, rất giống vảy cá gáy nhưng cứng và dày hơn nhiều. Bộ vảy sau đó là đến miệng, của TT miệng thì là nhỏ hai hàm hai hàm thì có lợi nhưng không có răng rồi tiếp theo là lưỡi của TT lưỡi thì dài nhỏ như chiếc đũa sẽ làm ba nhánh rồi đến bốn chân bốn chân thì là ngắn ngủn với bộ móng là cực sắc và khỏe tiếp theo em sang câu c ghi lại những chi tiết cho thấy tác giả quan sát hoạt động của TT rất tỉ mỉ và chọn lọc được nhiều đặc điểm lý đi thú Rồi các em có thể ghi lại những chi tiết như là cách TT bắt kiến như thế nào và cách TT đào đất như thế nào. Thì sẽ cho thấy là tác giả quan sát hoạt động của TT rất là tỉ mỉ và chọn lọc. Cách TT bắt kiến nó thè cái lưỡi dài nhỏ như chiếc đũa sẽ làm ba nhánh, đục thủng tổ kiến rồi thò lưỡi vào sâu bên trong, đợi kiến bâu kín lưỡi, TT rụt lưỡi vào mồm, tóp tép nhai cả lũ kiến xấu số, số. Rồi cách TT đào đất Tác giả miêu tả cách TT đào đất là nó chúi đầu xuống đào nhanh như một cái máy, chỉ cần nửa phút đã ngập nửa thân hình nó. Và khi ấy, dù có ba người lực lưỡng túm lấy đuôi, nó kéo ngược cũng không ra. Trong chớp nhoáng, TT ẩn mình trong lòng đất. Ở đây là những chi tiết cho thấy tác giả quan sát hoạt động của TT rất là tỉ mỉ và chọn lọc được nhiều cái đặc điểm lý thú. Rồi tiếp theo em sang bài tập số 2 quan sát ngoại hình của một con vật mà em yêu thích và viết một đoạn văn ngắn miêu tả ngoại hình của con vật đó thì trong bài này các em tham khảo đoạn văn viết về ngoại hình của con vật mà em yêu thích và cụ thể đây là con mèo rồi em miêu tả ngoại hình của con mèo rồi ví dụ như là con mèo nhà em là một con mèo tam thể rất đẹp bộ lông của nó mượt như nhung và có đủ ba màu trắng vàng đen tiếp theo bộ lông đó chính là các em sẽ miêu tả hai tai của nó hai tai nó vảnh lên và luôn động đậy như nghe ngóng mọi động tính ở xung quanh và tiếp theo là các em tả hai mắt của nó như thế nào hai mắt nó xanh như màu nước kế đến là mép nó có hai chùm ria mọc dài tỏa ra hai bên bốn chân mèo thì có móng sắc nhưng bình thường các móng đó quặp vào và nó đi lại êm như ru, không gây một tiếng động. Rồi cái đuôi nó thật dài và cũng có ba màu trắng vàng đen. Tiếp theo các em sang bài tập số 3, quan sát hoạt động. Bài tập số 2 là các em quan sát ngoại hình, bài tập số 3 là các em quan sát hoạt động của một con vật mà em yêu thích và viết một đoạn văn ngắn miêu tả hoạt động của con vật đó thì cụ thể trong bài này em có thể tham khảo đoạn văn viết về hoạt động của con mèo em yêu thích rồi như là con mèo nhà em hoạt động nhanh nhẹn vô cùng nó vờn theo một bông hoa giấy đang lăn tròn theo gió trong sân nó chạy vụt đến gốc cây cau rồi thoăn thoắt leo lên cây nửa thân cau rồi lại nhanh nhẹn tụt xuống chừng như thấm mệt chú nằm lăn tròn ra đất duỗi thẳng thân mình ra sưởi nắng đôi mắt lim dim mơ màng và cái đuôi dài thon thả và duyên dáng khẽ đưa đi đưa lại và như vậy các em có thể tham khảo đoạn văn này và các em làm bài theo cách riêng của mình rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video đừng quên ủng hộ kênh thành đô vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp chúc các em học tốt